Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Người trời kể chuyện để khuyên đời người, để khuyên người đời. Ba điều trong Trung ương Đại Lục. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Nhân gian chính đạo vô bờ. Các vị, hôm nay ta muốn nói đến truyền thuyết thần thánh của ngàn năm trước. Qua chiến dịch này, Mạc tộc ở bên dưới Mộ Quang Vương chủ tổn thất nặng nề. Muốn hồi phục nguyên khí ít nhất là cũng phải hàng ngàn năm. Tiểu tử, cuộc chiến này ngươi có công lớn. Lão tổ lặng lời rồi, nếu không phải là người ra tay liên tục giết chết ba vực chủ thì chúng ta cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Tiếc là chỉ mới hồi phục được một chút sức mạnh, chém chết ba tên bọn chúng là kiệt sức rồi. Chuẩn bị về Bích Lạc Quan à? Vâng, mọi chuyện bên này đã xong rồi, khí âm dương quan đã không còn việc gì nữa. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi, chạy đông chạy tây mãi, không có lúc nào được nghỉ ngơi. Là chuyện trong bổn phận của đệ tử, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, tránh thủ sớm ngày lên bát phẩm. Thất phẩm mà ở trên chiến trường, trung quy vẫn khó giữ được an toàn cho chính mình được. Lão tổ có cần tiểu càn khôn của đệ tử trị thương giúp hay không? Không cần đâu, giờ Mạc tộc tổn hại nguyên khí nặng nề, trong vòng trăm năm không có chiến sự gì đâu, ta ở đây dần dần dưỡng thương là được. Hay là người tới âm dương quan đi, dù gì ngươi cũng một nửa là đệ tử của âm dương thiên, tới đấy cũng là danh chính ngôn thuận. Chuyện này đệ tử không làm chủ được. Nếu lão tổ cần đệ tử tới âm dương quan thì cần nói với chuyện thì cần nói chuyện với Bích Lạc Quan đã. Nếu Bích Lạc Quan đồng ý thì đệ tử không từ chối. Ta chỉ là tiện miệng nói mà thôi, đừng để bụng. Nếu là nhân tộc thì ở đâu chỉ cần có giao tranh với Mạc tộc đều như nhau cả, không cần quan tâm đến quan ải nào. Được, đệ tử xin cáo lui. Đi đi. Ngươi lại tới làm gì? Không có gì, ta chuẩn bị về Bích Lạc Quan, trước khi đi tới thăm ngài thôi. Có mấy vò rượu mà muốn đòi có giao tình với ta, có phải ngươi đã quen ban đầu ngươi đối phó với ta như nào rồi sao? Ta chỉ hỏi ngài một câu, có uống hay không? Không. Có chết ở trên tay của Mạc tộc cũng không uống một giọt, cũng không uống một giọt rượu của ngươi, cút đi. Ai sảng khoái, huyết nha huynh, chiến trường nguy hiểm, một mình tác chiến đúng là không có cản trở gì. Huynh phải tin tưởng vào những chiến hữu bên cạnh mình. Mong lần sau tới âm dương quan ta vẫn có thể uống rượu với huynh. Tiểu tử, ngươi làm tốt lắm. Nhiều năm không gặp, quân đoàn trưởng phong thái vẫn như cũ. Chuyện mà ta làm ở âm dương quan đã truyền xa rồi. Bích Lạc Quan, đại trận không gian siêu cấp, không cần đa lễ, về là tốt rồi. Người còn không về, ta sẽ xách dao đi tìm đường tu để đòi người đấy. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Vâng. Doanh trại của thần hy. Cây con của thế giới bắt đầu giúp ta. Người tu hành ở trong tiểu càn khôn bắt đầu nhận được lợi ích, sức lực ngày càng mạnh, cho tới khi đạt tới đỉnh phong sau thời đại này đó là ta có thể thấy rõ rệt rồi. Nhưng mà muốn khai thác tiềm lực của những thiên tài này thì ta lại phải tốn sức hơn chút. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai, cung điện này từ đâu ra vậy? Không biết tại sao dường như cung điện ở trước mắt này lại như là xa tận chân trời. Dù chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể nào tới cung điện đó được. Cung điện này thông tinh, trông tĩnh lặng, nhưng thực tế lại đầy ắp hư huyễn chi lực, khiến người ta không thể nào ra tay với nó. Miêu huynh đâu rồi, người đâu? Tại sao chúng ta không thể nào tiến gần cung điện này? Sao chỉ có Miêu Phi Bình làm được? Chắc không phải là trò mà Thất Tinh Phường làm ra đó chứ? Nếu không thì sao chỉ có mỗi Miêu Phi Bình bay tới đó được? Miêu huynh, sao huynh lại vào trong được? Đúng đó, nói cho chúng ta đi. Thế gian gọi là hư không đạo trường, chính là thiên địa ban cho, không phải con người tạo lên. Hư không đạo trường trong đó có gì?
trong hư không đạo trường chứa 3.000 đại đạo. Võ đại chí tôn huyền diệu ở trên đế tôn. Miêu trưởng lão, phải làm sao mới lên được đạo trường hư không đó đây? Tư chất, chỉ có tư chất xuất chúng mới lên, mới có thể lên đó, không liên quan đến tu vi. Miêu trưởng lão, làm sao ngài biết những chuyện này? Miêu mộ bất tài, kế thừa được hư không đạo trường, từ nay về sau gánh vác. Trường chủ đời đầu của hư không đạo trường,